Vâng, thưa các bạn, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12. Vâng, nhiệt độ cũng hơi rét, khoảng 16-17 độ ngoài trời. Cảm nhận thực tế là khoảng 14-15 độ. Thế thì hôm nay thì mình sẽ xin làm một chút video hướng dẫn các bạn tham gia testerpro.org để tham gia các môn học, cũng như là một cái quy trình như tôi đã nêu ở đây đấy, tức là từ học thử cho đến đăng ký học, rồi chọn môn học, rồi tham gia học hỏi đáp, rồi thi cuối khóa đấy, rồi tham gia thực tập các công ty đấy, và cho đến khi bạn nhận được offer letter chính thức, tức là nhận được cái đề nghị công việc cũng như là mức lương thu nhập. Và khi bạn có thu nhập thì bạn mới đóng cái lệ phí cho các khóa học của Tester Pro. Đấy. Thì bây giờ là một cái người mà ví dụ như là mới thì bạn cứ vào Tester Pro đó. Đây, ví dụ. Đây sẽ có phần là home blog training forum. Đấy, thì đây là một cái trang chủ để chúng tôi có thể hoạt náo và những cái thông tin liên quan tới Tester Pro. Thì trong Tester Pro này thì có phần training, thì nó sẽ trở về phần nó gọi là testerpro.edu. Đấy. Thì tại Tester Pro Edu thì bạn sẽ có thể thấy rằng là một số cái thông tin về cái quy trình 8 bước tham gia học trực tuyến. Và ở đây sẽ đưa ra cụ thể từng bước một. Cũng như hiện tại bạn đang là một guest đấy, tức là một cái người tham gia khách, là một người khách đấy, chưa phải là người tham gia thực tế. Đây này, bạn sẽ có một cái dấu hiệu là you are currently guest access này. Đấy. Thì đấy thì đi qua cái quy trình 8 bước tham gia học trực tuyến thì sẽ như sau. Tức là đầu tiên bạn sẽ học thử này. Sau đó thì bạn sau khi học thử ok rồi, đấy thì bạn sẽ có xu hướng là học miễn phí. Tức là đăng ký học đấy, tức là học thử thì thấy ok thì bắt đầu mới đăng ký học đấy, rồi bạn sẽ chọn môn học đấy, rồi sau khi chọn môn học, tham gia môn học rồi thì bạn mới gọi là có một cái nhu cầu gọi là tôi không hiểu cái này, tôi không hiểu cái kia đấy, thì chúng tôi sẽ support qua việc gọi là hỏi đáp trực tuyến lúc nào cũng được. Đây này, bạn nhìn thấy cái chỗ master, hỏi master này đấy, thì nó luôn luôn ở phía cuối. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi kích vào đấy thì tôi sẽ chính là người sẽ hỏi master đấy với cái cá nhân của tôi. Tất nhiên là cái này tích hợp với Facebook, mạng xã hội Facebook, cho nên là bạn có thể hoàn toàn có thể tự do đấy. Đấy thì sau khi bạn hỏi thì bạn thấy rằng là tôi học khóa học ok rồi, tốt rồi, hỏi hỏi tốt rồi, và kết thúc thì tôi sẽ gửi cho các bạn theo cái thể lệ một cái bài thi cuối khóa, và nếu mà bạn thi tốt đấy thì tôi sẽ gửi các bạn tới một cái công ty nào đó ở Hà Nội, ở cái nơi mà bạn cần, bạn gần bạn, thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đà Nẵng gì đó, về các công ty, có thể là công ty phần mềm, có thể là công ty kinh doanh, công ty quản lý làm đó làm gì đó với cái nghề nghiệp mà bạn tham gia với Tester Pro đấy. Và chắc chắn là bạn sẽ phải có một thời gian thực tập với cái sự giới thiệu của tôi, với sự giới thiệu của Tester Pro đấy. Sau đó thì sau khi thực tập đấy thì người ta sẽ lại đánh giá lại các bạn và đánh giá cho tôi phản hồi về những cái kết quả mà các bạn đạt được. Và trong quá trình thực tập này thì bạn có thể thương thảo với chính cái đơn vị doanh nghiệp ấy. Nếu người ta thấy bạn tốt thì người ta có thể cho bạn một số thu nhập về về thực tập, thì tôi cũng không dám chắc là cái mức thu nhập thực tập ở đây là cao hay thấp đấy. Thì sau khi bước 6 qua quá trình tham gia thực tập các công ty thì bạn sẽ có thêm một bước nữa, đó là được giới thiệu vào làm chính thức, tức là kết quả tốt, thi đậu cuối khóa đấy, qua phỏng vấn tốt đấy, đúng không ạ, và làm thực tập tốt đấy. Thì bắt đầu mới offer letter, tức là bạn đã trở thành công nhân chính thức rồi, ký hợp đồng, đóng bảo hiểm các loại, đúng không ạ. Đấy thì đó là bước 7 đấy. Thì sau đó đã có thu nhập rồi thì chúng tôi mới yêu cầu bạn là đóng lại lệ phí khóa học cho Tester Pro đấy. Vâng, thì đó là 8 bước mà tôi mong muốn chia sẻ cho các bạn đấy. Nếu mà cái slide này nó mất đi thì bạn có thể slide đi slide lại bằng kích vào đây đấy. Rồi, nào, thế bây giờ đối với là khách, tức là chưa phải là thành viên, thì với một môn học thì bạn sẽ tham gia học như thế nào? Thì đấy, bạn có thể vào và scroll xuống dưới. Tôi lấy ví dụ một cái môn học như là môn kiểm thử viên cơ bản đấy. Rồi đây tôi click vào đây, bạn click vào. Đấy. Thì ở đây sẽ đưa ra cái nội dung của cái môn học này. Tôi lấy ví dụ ở đây bạn đặt câu hỏi bình luận này vào đây này, cách thức học này đấy, online trong thời gian, hỗ trợ hỏi đáp trực tuyến đây, chat đây, Gmail đây, vâng, biết các khái niệm cơ bản đấy, tức là nội dung và đầu ra, cái này quan trọng ạ. Vâng, tức là đầu ra của sau khi bạn học môn học này thì bạn sẽ hiểu được tổng quan kỹ năng đấy,
kiến thức căn bản thiết kế được này, rồi chiến lược này, đấy, lập kế hoạch, thực hiện kiểm định, viết báo cáo, đấy, vòng đời lỗi và cách lốc lỗi, đấy. Thì tất nhiên là từng môn học sẽ có những cái căn bản và có thể đưa ra cho bạn tóm vắn tắt thế này. Thế thì bạn mới bảo là như vậy thì học là cho tôi biết để sau khi tôi hoàn thiện từ bước 1 tới bước 8 để tôi tham gia đóng tiền. Đấy thì ở đây tôi sẽ có là chi phí của học. Ở đây là 350.000 đấy. Học viên có thể học xong rồi đi làm và trả phí sau. Đấy thì đấy là cái tôn chỉ của Tutor Pro. Hoặc thanh toán luôn tại đây. Đấy bạn click vào đây thì nó sẽ ra cái nơi thanh toán. Nơi thanh toán thì có thể là đấy như tôi yêu cầu đấy, việc thanh toán chi phí học là chỉ khi các bạn học và đi làm có được thu nhập. Đấy. Chúng tôi sẽ không tính phí nếu các bạn học và cảm thấy không hiệu quả. À, vâng ạ. Thì qua có thể thanh toán qua PayPal quốc tế đấy, nếu bạn chọn học khóa học 350k, 500, 550k đấy. Hoặc bạn có thể qua chuyển khoản đấy, account đây. Thì đó là cái gọi là thanh toán. Thế còn về thứ hai là bạn cũng băn khoăn là vậy thì em tham gia khóa học kiểm tiểu viên cơ bản thì em muốn được biết là cái định hướng nghề nghiệp và dự kiến thu nhập ở Việt Nam đấy, thì ở đây tôi lại có một cái link tham khảo tiếp đây, xem tại đây đấy. Thì ví dụ như thế này nhé, thì bạn sẽ thêm là như thế này, à ví dụ tôi là kiểm thử viên đúng không ạ, thì bây giờ cái vị trí tôi đang muốn học là đây BST01 đấy, thì tôi đang ở đây, thì mức thu nhập của tôi sau khi học xong ra ngoài sẽ là khoảng 250 đô tới 300 đô đấy. Thế thì bạn bảo là thế thì bây giờ về đường hướng tiếp đến tôi sẽ học môn gì nữa và tôi sẽ có nghề nghiệp thu nhập là bao nhiêu, đây thì tôi sẽ lại chỉ ra cho các bạn xem. Ví dụ bạn sẽ học thêm về kiểm định hiệu năng có thể thu mức thu nhập cao hơn, kiểm định bảo mật, kiểm định tự động tương ứng mức thu nhập đây đấy. Thì gần đây nhất đối với môn học kiểm định cơ bản thì tôi mong muốn các bạn học thêm cái môn gọi là BST Plus này, tức là cái môn phụ gia cho kiểm định cơ bản, đó là bạn phải luyện gõ 10 ngón, luyện tiếng Anh, luyện chuẩn bị CV, chuẩn bị kênh YouTube giới thiệu bản thân đúng không ạ, chuẩn bị phỏng vấn, phân tích tiếng Việt đấy, thì bla 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 đấy. Thì đây là tất cả những cái thông tin về đường hướng, tức là một môn học bạn cần phải xem những thông tin gì trước khi bạn định tham gia nó chính thức đấy. Thì bạn bảo là à như này tôi vẫn chưa tin và tôi mong muốn là thử đã, đây thì có một cái link đầu tiên trên này để các bạn gọi là tham gia học thử, vâng đây bạn click vào đây đấy. Thì vào đây đấy thì có nghĩa là gì, bạn chưa cần đăng ký cái gì cả và bạn tham gia học thử luôn, thì tôi sẽ có một số cái link đấy, ví dụ chẳng hạn như là đây là viết tiếng Việt này, ví dụ nêu bốn vai trò và yêu cầu đấy, thì bạn sẽ xem và bảo là người ta yêu cầu là hãy xem clip dưới đây và trả lời phần bài tập đấy, thì bạn xem đấy thì sẽ dần lượt cho các bạn xem cụ thể những cái clip dưới đây đấy, ví dụ chẳng hạn như này ABC ABC đấy, thì sau đó bạn xem và bạn trả lời câu hỏi đây ạ. Thực ra thì đây là môn học thử cho nên là chúng tôi chỉ mong cho bạn xem clip và xem các câu hỏi mà chúng tôi sẽ hỏi trong quá trình thực tập chính thôi. À, làm bài vở chính thôi. Đây là phần thứ hai đấy, về lỗi ở phần mềm đấy, bạn cũng lại xem clip tiếp và xem câu hỏi chúng tôi hỏi đấy. Đó. Thế thì sau khi học thử này, đấy bạn thấy ok rồi thì chúng bạn lại quay trở lại môn học đấy và bạn lại bảo là thế này, vâng em bây giờ em sẽ chính thức là mong muốn đăng ký vào học rồi, thì bạn phải đây bạn đi xuống dưới, scroll xuống dưới và nhìn thấy phần gọi là self enrollment đấy, thì bạn ấn continue. Tất nhiên ở đây nó sẽ ghi là nếu bạn là khách thì bạn sẽ không được phép đăng ký khóa học này, cho nên là bạn phải đăng ký đấy. Thế thì không sao, đăng ký thì theo cách là bạn có thể continue hoặc là login. Ở đây tôi continue đấy thì nó sẽ đưa ra cái phần nó gọi là login đúng không ạ, nhưng mà bảo là tôi là thành viên mới vì tôi phải đăng ký, vâng không sao cả thì bạn đăng ký thôi ạ. Đây ví dụ tôi đăng ký account đó, vâng thì bạn đăng ký thì bạn phải điền hết tên này, họ điền detail này, về email này, tên họ tên tuổi này, thành phố địa chỉ quận huyện này, rồi ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư quê quán, nơi học này, tập làm việc tại này, số điện thoại liên lạc này, rồi học kiến thức này và security question đấy. Thì sau khi các bạn đăng ký và điền hết thông tin thì một email sẽ gửi đến cho bạn và bạn phải lưu ý rằng là email này có thể nằm ở trong hộp thư và hộp thư rác của bạn. Ví dụ chẳng hạn như là tôi sẽ có những hộp thư này và cái hộp thư rác của tôi nó sẽ ở khoảng chỗ này. Đấy, ví dụ như là spam đây, đây spam đây là hộp thư spam của tôi. Thì có thể là cái testing pro nó sẽ gửi bạn vào hộp thư spam. Cho nên mình khuyên các bạn là bạn nên check cả spam và check email. Và sau khi đăng ký xong thì nó sẽ cho các bạn một kiểu nó gọi là đưa ra cho các bạn active và bạn có thể login theo cái tài khoản bạn đăng ký. Đấy. Thì đó là cách đăng ký theo tạo mới như này. Đấy. Thế thì nhưng mà các bạn bảo là ô em bây giờ em muốn đăng ký theo cái gọi là cái user mà Google
Google và Facebook cơ. Đấy, thì đây thì bạn sẽ có thể login using theo Google và Facebook. Đấy. Thì bây giờ thì login theo Google và Facebook ấy, thì tôi sẽ đưa ra cái vấn đề là login theo Google. Chẳng hạn như ở đây tôi có một cái user là login tester 1 thì tôi sẽ xóa đi. Đấy, và tôi sẽ login theo Google cho các bạn xem. Tức là trong cái hệ thống của tôi đã có một user rồi. Đây, tôi sẽ login theo Google. Đấy. Trong cái login Google này thì tôi sẽ có cái gọi là tester WTester 1. Đây, ví dụ tôi tạm lấy account này để tôi login. Đấy. Bạn đợi một chút để nó tự login vào. Đấy. Thì nó sẽ bảo bạn thế này này, tức là một email sẽ bắn cho ta WTester 1. Đấy, và bạn sẽ đợi và để kích hoạt. Đấy. Thì ở đây tôi sẽ về email để tôi xem là có cái mail nào bắn về cái tester 1 của tôi không. Đấy. Thì các bạn đợi một chút để nó sẽ bắn email về. Đấy, tức là một email sẽ gửi tới tester 1. Đấy, từ từ. Để tôi xem là đấy, ví dụ chẳng hạn như là có thể nó ở nằm trong spam mail. Đấy, thì tôi để vào spam mail ra. New announcement vẫn chưa có khám phá ngay phần này. Ui, rất là nhiều email này, tôi sẽ xóa hết cái spam ấy, not spam. Đáng nghĩa là phải bảo đây đây là spam. Không sao, review document option and acknowledge. Từ từ, từ từ, không ai quý đầu tháng ti kỳ khuyến mại 50%, không sao. Rồi, ok, inbox 6 bài, nhưng mà không thấy cái email kia. Để tôi refresh một chút. Không thấy email. Không sao, đây, nếu mà không có thì tôi sẽ log in vào đúng cái account này để tôi xem cái email là gì. Đây, ví dụ chẳng hạn như là tôi sẽ vào bạn này. Để tôi sẽ xem cụ thể email nó có về không. Gmail này, mo này, spam này. Đây, đấy. Thì tôi sẽ thấy rằng là trong Tester Pro Admin Training Center đấy thì sẽ có một cái mail kích hoạt như thế này. Đấy. Thì tất nhiên là theo cái đăng ký lên tôi phải kích hoạt vào đây để tôi sẽ access được là cái chấp nhận là tôi đã kích hoạt theo với email đấy. Rồi, đấy thì sẽ yêu cầu bạn là thêm một số cái thông tin, đúng không ạ? Đây, ví dụ thế, additional name, đây, ví dụ như là bạn thấy những cái nào màu đỏ là nó sẽ là bắt buộc. Ví dụ chẳng hạn như là 9 đến 12 số để bắt buộc này. Ví dụ thì các bạn phải ghi vào, đấy, các cái số email thông tin, đấy. 9 đến 12 số, 12 số này. Quê quán Hà Nội, đấy, vâng, địa chỉ hiện tại cũng là Hà Nội. Tất nhiên là đây là những cái địa chỉ quê quán mà bạn phải khai báo để có thể chúng tôi có thể contact bạn một cách nhanh nhất. Đấy, tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là f.testerpro.vn. Còn trừ khi mà chúng tôi không thấy các bạn thì cái này thì cũng chịu rồi, chúng tôi sẽ không contact lại với bạn, cho nên là những cái thông tin đây là những thông tin đặc biệt để cho các bạn xem. Tất nhiên là thông tin này sẽ không đưa ra miễn phí, không đưa ra public để cho các bạn khác xem cũng như là những người khác xem. Đấy, rồi ok, thì tôi update profile. Tức là bắt buộc phải update profile thì mới khi đó bạn mới có thể là tham gia các khóa học. Nào, thì bây giờ tôi đã chính xác update profile rồi thì tôi lại quay lại. Đấy, và tôi sẽ xem xét là tôi có khóa học gì đây, bạn có thể đóng lại cái này. Đấy. Đây thì tôi sẽ thấy có rất nhiều khóa học và tôi sẽ quay lại kiểm thử viên cơ bản. Đấy. Và tôi sẽ đây, chỗ này thì nó sẽ có ngay cái nút gọi là nút Enroll Me. Đấy. Thì lúc này sau khi Enroll Me thì tôi sẽ tham gia một cách trực tiếp chính chính thức và chính thức và trực tiếp liên quan tới việc môn học kiểm thử viên cơ bản. Đấy. Thì bạn có thể xem các môn học là như sau, các bạn có thể chọn ra đấy và xem là ai đang tham gia khóa học này, đấy gồm 37 thành viên, những cái phần mà cần phải hoàn thiện. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là bạn sẽ phải qua những cái gá thụ tượng này, rồi bạn sẽ phải qua những cái câu hỏi mà trong quá trình làm bài, đấy điểm loại đánh giá này. Đấy, rồi khi đó thì bạn có thể xem được là ở đây là những cái phần học. Ví dụ tôi nói là đây là cái nội dung chung này, đây phần thứ nhất này, 20 phút về chất lượng này. Đấy. Thì bạn sẽ xem xong và bạn trả lời bài tập thì đa phần là bài tập viết luận. Đấy. Thì bạn sẽ thêm những cái thông tin, ví dụ như là sau khi xem bài tập xem thì tham khảo quy trình, tham khảo hướng dẫn làm quy trình. Đấy, rồi có những clip để tham khảo nó cho nó dễ hơn. Và đấy, phần tiếp theo là ví dụ chẳng hạn như là tôi ví dụ làm một bài tập đây. Có bao nhiêu về mức độ của loại kiểm định đây, ý nghĩa đấy, thì bạn có thể click vào đây để bạn làm bài tập đây nha. Ví dụ như là hạn ngày là ngày 12 tháng 11, tức là chủ nhật tháng 12 tháng 11, tức là quá hạn rồi đấy, đúng không ạ? Thì đề nghị các bạn có thể là add submission
để mà có thể đưa ra. Cái này hạn chúng tôi không lưu ý. Thì đấy, bạn có thể viết ra một file text, file doc gì đó, sau bạn kéo vào đây và bạn save trên và submit. Đấy, thì về phía đầu cuối kia thì tôi sẽ nhận được email và tôi sẽ biết rằng à, bạn đã submit bài tập. Đấy, thì tất nhiên là trong quá trình học như vậy thì xong một cái phần thì bạn có thể quay lại đây để với các bạn, để bạn có thể học sang phần khác. Đấy, thì có rất nhiều phần bài tập cho đến khi mà bạn làm bài tập hết và đến kết thúc khóa học. Đấy, vâng. Thì đến đây thì mới sẽ có một cái phần gọi là tổng kết, và mỗi khi cuối khóa thì bạn thấy là à, tôi cái này em có khó khăn và khi hỏi cái này hỏi cái kia, thì bản thân tôi sẽ cố gắng online và livestream vào thứ tư và chủ nhật đấy để trả lời các bạn. Hoặc là nếu mà bạn qua phần này các bạn thấy khó quá thì bạn hỏi master đấy, bạn click vào đây để hỏi master, hoặc là email và message cho tôi bất kỳ lúc nào. Đấy, ngay ở trên đầu đã nói khóa học rồi, tức là liên quan đến việc mà bạn muốn contact để liên hệ, đúng không ạ? Đấy, thì nếu mà lại quay lại chủ đề ban đầu, tức là vậy khi mà đã qua hỏi đáp này, đến bước thứ 4 rồi, học làm bài hết rồi đấy, thì bây giờ đến thi cuối khóa, đúng không ạ? Thế thì trong quá trình thi cuối khóa như cái khóa học vừa rồi ấy, thì đây thì ví dụ bạn học hết rồi thì ở cuối khóa nó sẽ có cái phần nó gọi là cái phần đăng ký, vâng, mời bạn tham gia đăng ký thi cuối khóa, đúng không? Mời bạn tham gia đăng ký cuối khóa thì cái này nó cũng là theo cái hệ thống gọi là thi cuối khóa online, thì các bạn chúng tôi sẽ bạn đăng ký và chúng tôi sẽ cấp cho bạn một cái đề thi. Thì đây, bạn sẽ thấy là link đăng ký tại đây. Đây tôi kích vào link đăng ký. À, thì bạn sẽ thấy rằng là à, đăng ký sẽ gồm có yêu cầu bạn phải ghi email, yêu cần bạn phải có tên bạn này, khóa học tham gia này, tôi muốn là các bạn phải có tham gia thực tập công ty này, nếu cần này, bởi vì là các bạn thì cũng không biết là công ty nào cần, cho nên là các bạn cứ đưa ra đây cái về cái mức thu nhập, môi trường, loại công việc, địa điểm công ty đó, và ghi chú nếu cần một cái chú khác. Sau đó thì bạn check nếu mà tôi để mà chống spam và DDoS đấy. Thì theo các thông tin này bạn đăng ký để mà tham gia thi cuối khóa cũng như là tham gia thực tập, thì tôi sẽ lấy thông tin này để đi gọi là tập hợp gửi và đề xuất cho các công ty để các bạn ấy có thể là biết thông tin các bạn để có được phù hợp, để có được công việc phù hợp đối với công việc kiểm định phần mềm đấy. Thì đó là những cái phần liên quan đến cái việc gọi là thi cuối khóa và tham gia thực tập công ty đấy. Thì sau đó thì các bạn sẽ được công ty đó sẽ trực tiếp liên hệ với các bạn và có thể là email cũng như điện thoại nêu rõ để có thể là các bạn có được cái hành trang trong quá trình mà tham gia thực tập. Rồi quá trình được giới thiệu làm chính thức nó phụ thuộc vào chính bạn đấy, vâng, và chính khả năng kiến thức bạn đang có. Khi các bạn đã được giới thiệu chính thức và các bạn đi làm trở thành nhân viên chính thức và có thu nhập, thì lúc đó chúng tôi mới yêu cầu các bạn là đóng lệ phí khóa học cho Tester Pro đấy. Thì đóng lệ phí như tôi đã nêu đấy, thì lệ phí của môn học ví dụ căn bản này thì có 350.000 thôi, nó cũng rất là rẻ đấy. Một điểm lưu ý nữa, khi bạn đã trở thành thành viên thì tôi nghĩ rằng bạn nên đọc qua các quy định tham gia và báo cáo vấn đề nếu có trong quá trình bạn học đấy. Ví dụ chẳng hạn như là trong quy định tham gia thì bạn sẽ xem là à, quy định điều khoản sử dụng tài nguyên bản quyền quyền riêng tư đây, chúng tôi nêu hết có tiếng Anh tiếng Việt rồi, ví dụ như điều khoản sử dụng đấy, thì bạn vào đây bạn xem cái điều khoản sử dụng như nào đấy. Tiếp theo đó là tôi có cái chương trình là quy định học và hoàn thiện môn học đấy, thì ở đây chúng tôi nêu lại 8 bước về quy trình 8 bước tham gia học trực tuyến, hoàn thiện các môn học đấy, và quá trình là tới kỳ thực tập đấy, khi các bạn hoàn thiện môn học thì tôi sẽ có email alert các bạn tham gia thi cuối khóa đấy. Ví dụ chẳng hạn như là một bài thi cuối khóa bạn có thể xem trực tuyến tại đây đấy. Vâng, ví dụ tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là đây là một bài liên quan đến việc mà thi cuối khóa để thực hành yêu cầu phân tích yêu cầu test này đấy, làm website tìm hiểu bài toán này, phân tích yêu cầu kiểm định này đấy, đúng không ạ? Thực hành viết test case, thực hành performance test đấy, nhờ các bạn xem Excel bitmap đấy, đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái phần liên quan đến việc mà thi cử và nộp bài, cho nên là các bạn phải hoàn thiện môn học hết, bắt buộc là phải hoàn thiện môn học hết. Và sau đó thì tôi mới check xem là à, như vậy là bạn có đủ khả năng thi rồi. Đấy thì tôi sẽ cấp bài thi cho các bạn và trong 4 giờ. Đây ạ, từ 2 đến 4 giờ thì các bạn sẽ phải nộp lại cho tôi để tôi sẽ chấm, và tôi sẽ dựa trên cái đó để xét xác định các bạn là đạt hay không. Và nếu đạt các bạn sẽ được hướng dẫn và tham gia gọi là thực tập đối với công ty. Đấy. Thì chúc các bạn có thể là tự học và tham gia
gọi là Tester Pro để có chọn được những cái môn học mà mình mong muốn và hoàn thành được sự nghiệp cũng như là nghề nghiệp của bản thân. Vâng, đến đây mình xin hết ạ. Có câu hỏi gì mời các bạn cứ đi đi vào qua trang và fanpage cũng như là email của chúng tôi. Vâng, cảm ơn các bạn.